À, thưa là con không nhận tiền nhỉ? Dạ. Tiền bạc đối với con là con không hề nhận tiền bằng hình thức nào cả. Con không lấy tiền bạc gì của ai, đấy là đi hành đầu đà của con. À, cũng không có nhận nhà, nhận chùa, nhận đất, nhận bò, heo, nhận còn không có thì giả để tới gì cả. Dạ, con chỉ tự mình đi khất thực, khi được ngày nào thì tu hành ngày đấy. Tiền bạc thì đối với con không bao giờ con nhận, đồ như điện thoại cũng không dùng. Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi là thầy thời Đức Phật lúc bấy giờ là chỉ có đi chân không thôi? Thời Đức Phật thì đi chân không, trong kinh nói như thế, còn một số tỳ kheo thì Đức Phật vẫn cho đi dép. Trong tầng luật đấy, mọi người đọc tầng luật thì nghe con cũng không có biết được Đức Phật có đi dép, đi chân không hay không. Tại vì trong kinh mô tả lại như thế thì con cũng đi nhá. Nên là, nhưng mà nghe trong tầng luật thì có một số thì Ngài vẫn cho đi dép. Bên sáu tỳ kheo đấy. Dạ, vẫn có. Cho dép này dép kia rồi, họ cũng mang dép. Nhưng mà đối với một cái người mang dép thì lại không bằng cái người không mang dép. Tại vì mang dép đi trên đường là không mang dép là để nó tránh niệm. Đi là để mình biết đau chân rồi mình lo mình nhìn đường mình đi. Nhưng mà không mang dép là nó kéo lẹt xẹt, nó không có nhìn, nó cứ đi trên trời nó vẫn đi được. Mọi người không tin cứ thử mà xem, nó thất niệm ngay à. Cứ ngã cổ như thế này nó vẫn đi dưới. Nhưng mà khi mình không mang dép là lo sợ dẫm gai đồ, lo cái chân này, thì nó mới để ý được chúng sanh, để ý được con kiến con đấy rồi nó mới tránh bớt. Chứ còn không mọi người mà mang cái giày đi dép là nó không bị đau chân rồi, nó đi bậy bạ trong á. Nó đâu có để ý dưới chân đâu, nó êm rồi nó không lo nữa. Đó, mọi người cứ nghĩ mà xem, đi chân đất á thì nó tránh niệm, nó biết chỗ đá, chỗ đau rồi nó mới tránh. Đó, cái đấy thôi. Tránh niệm mình cái này nó, mọi người mà thấy một người, kể cả cái gì con không nói, nhưng mà một người đi khất thực mà đi chân đất á, đối với bản thân mọi người đấy, với một người đi dép là mọi người nhìn thấy khác nhau này. Thấy cái hạnh của họ đấy. Mình chịu cái tôn kính ấy, tuy là không nói ra là đã thấy, tự mình biết ngay cái đấy rồi, nhưng mình không nói. Bạch thầy, là thời gian gần đây thì các cái nơi ấy mà chùa chiền các thứ ấy thì tu tạo nên cũng rất là tốt và khang trang đấy. Thế nhưng mà trong đó thì có thể xa dân hơn, xa dân hơn. Ví dụ như là có những ngôi chùa ở các làng, các xã thì bây giờ là có các sư thầy về để tu đạo. Đấy, vừa là sửa sang được lên, khang trang hơn. Thế nhưng mà như này này, gần như là cái thời gian mà đóng cổng, đóng cửa ấy, đấy, là rất nhiều. Thế thì theo như ấy, là thầy Tuệ mà nhìn nhận các cái vấn đề đấy thì mình nên ấy là mình đã là nơi ấy, cửa chùa thì là nơi từ bi đấy, để có thể giúp đỡ tất cả mọi người, từ người giàu có hay người nghèo khó đều có thể đến đấy được. Mà trong đó thì cứ là kín cổng cao tường, mặc dù là chùa thì mang tên là của một làng một xã nào đó, nhưng mà gần như lại là của các thầy đấy. Thế thì bà con người ta cũng rất là bức xúc, nhưng mà người ta cũng không có dám là ý kiến nhiều. Vậy thì nếu như quan điểm của thầy thì nên ấy là không có nghĩa là cần phải chùa to cao, mà cái quan trọng nhất là cái sự từ bi, thì thầy là thầy hướng là tham gia như nào thì sẽ là gọi là từ bi, rồi như nào là gọi là đúng hơn. Thưa mọi người, là cái này giờ nó cũng nói để cửa hay không để cửa nó cũng khó với họ. Tại vì khi để cửa rồi có nhiều cái thành phần tới gây kiền nhiễu cho họ tu thiền, lợi dụng có người chân tránh tới tu hành mà tốt á thì họ để cửa. Rồi ai mà làm của chùa mà thì là rất là tốt đẹp, rất là hạnh phúc, thì cửa chùa là luôn rộng mở. Nhưng mà giờ có một số thành phần là lợi dụng với nó rồi đến phá phách rồi lung tung và lên rồi ăn uống rồi hay là làm cái chuyện khiến cho những cái nhà chùa đó, những cái vị sư ấy tu hành ở trong ấy, rất là phiền nhiễu, rất là loạn tạp, không ấy này, họ đóng cửa họ tu thiền thì nói chung là đường nào ấy, thì nói chung cũng
vì mà tất cả mọi người mà đều hạnh phúc, đều làm theo Phật dạy thì nên mở cửa. Vâng. Nhưng mà có những cái chỗ mà họ phá phách quá thì cũng nên đừng tiếp cận những cái người như thế, thì đóng cửa tùy theo họ ấy. Tùy theo cái chùa đó không gian thời điểm như thế nào mà họ để hay họ mở. Thế những người tu hành trong có nhiều người đến thiền nhiều quá thì họ cũng đâu có tu hành được, đúng không? Cũng giờ đấy. Nhưng mà có nhiều người thì người tu thì thấy tốt, sao tự nhiên nói là chùa đóng cửa, cũng họ cũng thấy vì như thế mà họ đóng cửa hoặc mở cửa. Cái đó thì việc của họ. Còn mình nói là chùa quen rồi hay là cái gì á, mình nương nhờ của Phật ấy, thì Phật dạy đó là giới luật ở đó. Chùa là khắp nơi, chùa là rừng núi, chùa là nghĩa địa, chùa là gốc cây, chỗ nào cũng chùa. Mình quan niệm như thế thì mình đâu có cần chạy vào chỗ đó mà mình đòi họ cho mình nữa, đúng không? Mình đâu có cần phải đòi vào cái chùa này để ông mình mở cửa tôi vào tôi ở, hay là nhà người khác ấy. Đối với mình, Phật dạy sau khi ta nhập diệt hãy lấy giới luật với giáo pháp ta làm thầy, làm nơi nương tựa, thì mình coi đó là chùa rồi. Mình nhớ mình cần gì giờ, như con bỏ chùa, giờ con đâu có muốn vào chùa đâu. Chùa của con là ở nghĩa địa với chỗ gốc cây như thế này, con không có vào nữa, thì mình đâu có cần biết họ đóng cửa hay mở cửa. Thế là đối với họ đóng cửa thì lợi ích cho họ thì họ làm, mà thấy không lợi ích thì việc của họ mình không quan tâm nữa. Ai biết được thật, ai biết được thật. Dạ bạch thầy, thầy cho con hỏi, thời Đức Phật lúc bấy giờ khi thuyết pháp có hàng trăm hàng nghìn Phật tử, thì thời Đức Phật lúc bấy giờ dùng những cái bộ dụng cụ gì có thể là ở phía xa mà Phật tử có thể nghe không? À, lúc đấy Ngài dùng thần thông, Ngài dùng thần lực của Ngài, thần thông của Ngài, Ngài nói thuyết pháp. Ê, con xin phép thầy cho hỏi cái thầy nhé. Dạ, hàng trăm cây số như thế, nhưng mà Ngài thân thân ra, Ngài tới giống như ngồi sát đây. Với lại giọng nói cước báo của Ngài nói tiếng xa, tiếng nói của Đức Thế Tôn nói ở đây mà nói tới tam thiên đại thiên thế giới, mười phương chư Phật dù xa cỡ mấy cũng nghe, trong vũ trụ còn nghe, còn loa của mình đây, truyền thông của mình đây còn nhỏ lắm, so với Đức Thế Tôn không đáng bao nhiêu cả. Nên là mình biết cái điều đấy, truyền lên cả khắp tam thiên đại thiên thế giới, cả hàng nghìn cái quả đất như thế, từ xa mấy thằng hà xa, chỗ nào đến cái tận cùng, không có giới hạn, nghe hết. Và Ngài thuyết pháp là chúng sanh đều nghe cả, thần lực thần thông nhãi sâu bọ chúng sanh đều hiểu cả. Nên là cái tuyệt thông như thế con người mình đạt không được, công nghệ không đạt được. Dạ, ai đi đặt thì cái duyên, tức là cái duyên nợ của những người thân trong gia đình của mình á, bố mẹ rồi anh em, những người thân trong gia đình là những cái mà duyên nghiệp mà sâu dày nhất. Thế thì trong một gia đình thì cũng có những cái duyên lành, cũng có những cái duyên ác. Vậy thì mình phải tu tập như thế nào để mà chuyển hóa được tốt nhất cái những cái duyên ác đấy, để cho nhiều đời sau là mình không còn nợ nần nhau nhiều nữa. Thầy cho con cha mẹ với con cái ở trong gia đình mình là đều do việc chắc dẫn dẫn tới, do tham sân si của mình dắt dẫn tới. Giờ mình tu bố thí trì giới tu thiền đạt được trí tuệ theo Phật dạy đấy, bát chính đạo, thì chuyển được duyên nghiệp giải thoát khỏi họ. A Di Đà Phật, A Di Đà. Con muốn nói cho mọi người đó là bây giờ á, là những cái người mà thủ pháp ấy hay là cái gì cũng về, con cũng không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân ấy, mọi người ấy, là cũng về làm công việc của mình, hộ pháp cũng làm công việc của mình, với lại YouTube ấy cũng về làm công việc của mình, chúng ta không cần ai đi theo nữa. Tại vì đi theo là vừa mất trật tự, vừa mất cái giao thông, và chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Cái hạnh đầu đà tập học là hữu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy, chứ không cần ai cả. Cứ vừa nào cũng như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông,
vừa lộn xộn vừa không được cái gì cả, nên là mình cái gì việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình đừng có làm. Như thế này thì nó cũng không đúng cái hạnh ấy. Đi tới đâu mọi người cũng đi theo, rồi ảnh hưởng tụ họp nó không được đúng theo cái ấy. Khi nào mình cần thiết á thì mình gặp chứ, sáng với lại không phải khi nào cũng gặp với quỳ đánh lễ cá, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều thiện, mình giữ giới theo lời Phật dạy là như thế là mình đánh lễ rồi, chứ không phải như thế này cả. Nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp, để cho mọi người từ đi ấy, chứ bữa nào cũng vây họ như thế này đâu có được. Để tu tập ấy, ai muốn đi bữa nào cũng không, mình cũng công việc của mình chứ. Tại vì các người đây, người tu cũng có cái công việc của họ với chứ, khi có cái thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành, họ làm riêng việc riêng tư chứ đâu phải khi nào cũng làm như này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu, không phải Hollywood, không phải chân phim. Nên là mình về công việc của mình thì tốt đẹp, cái đấy là không ai đi theo nữa. Không nghe, đấy là con nói rồi, con nói như thế đấy, chứ không là làm ảnh hưởng chung đến, không phải là xua đuổi hay cấm đoán gì hết. Gặp được một lần như thế là được rồi. Công việc ấy, hưởng viên như thế nào thì... Thầy đang nói chuyện. Khi nào mà các con ấy mà đi khất thực á, là đến từng nhà xin nhận vật thực, sẽ không đưa đến như thế này. Ngày mai á, mà ai đưa đến là các con không nhận. Đưa đến là không nhận, khi nào đi khất thực đến nhà thì mới nhận. Còn không đưa đến là không nhận, đừng nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn việc sư nào muốn nhận thì việc của họ, đưa cho họ, nhưng mà riêng con là con không nhận, còn các sư khác là quyền của họ. Con mà sớm mà đang ngủ 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng mà đem đến là con không hề nhận. 5 giờ chạy theo không nhận. Khi nào giờ con đi cái thực, con nói nhận, đến nhà con nhận. Đến chỗ chợ, đến chỗ hàng mà đi chỗ đi cái thực ấy, đúng giờ nhận, chứ không như này nữa. Nên là đừng có bán cái tách đi là sách cơm nước chạy theo lẻn xẻng như thế. Như là Phật là chỉ nhưng mà như thế này này, con nói là đi quay phim thì quyền lợi của mọi người, muốn quay phim thì quay, muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà không được đi theo hàng hai hàng ba bên đường để quay. Đi thì một là đi sau, hai là đi trước. Nhưng mà đi hàng hai hàng ba là quy định giao thông là gây ra như thế là làm cho ảnh hưởng đến mọi người tu là không được. Nên là chính quyền họ không cho phép đi hàng hai hàng ba ngoài đường. Đi thì đi hàng một, một là đi trước, hai là đi sau, nói như thế rồi để rồi phải nói á. Cái đấy là mọi người tôn trọng giao thông, tôn trọng pháp luật. Tại vì giờ như con đi tu rồi mà không làm được cái đó thì không ra gì cả. Nên là con cũng nói cho mọi người như thế, cái đấy là quyền lợi cấm không cấm, hay là mọi người đi bộ con cũng không có cấm, nhưng mà mọi người nên đi hàng một, không đi hàng hai hàng ba ở sau, với lại chạy lộn xộn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.